Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay còn được gọi là đạo ông bà là tục lệ thờ cúng tổ tiên đã qua đời của nhiều dân tộc châu Á, đặc biệt phát triển trong văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Hoa, văn hóa Triều Tiên, văn hóa Nhật Bản và văn hóa Đông Nam Á. Đối với người Việt, phong tục thờ cúng tổ tiên trở thành một thứ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Ở Việt Nam, đại đa số các gia đình đều có bàn thờ tổ tiên trong nhà, ít nhất là có treo di ảnh một cách trang trọng, nhưng không phải là một tôn giáo, mà là do lòng thành kính của người Việt đối với cha mẹ, ông bà, cụ kia. Đây là một tín ngưỡng rất quan trọng và gần như không thể thiếu trong phong tục Việt Nam. Quý vị thân mến, hàng năm mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt Nam ta dù đi làm ăn xa nhà vẫn luôn mong ngóng được trở về nhà sum họp với mái ấm gia đình. Tết Nguyên Đán cũng là dịp để người Việt tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hằng mong các vị tiền nhân cùng con cháu đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng. Dù đã chuẩn bị Tết linh đình là thế, dâng hương cúng bái, mâm cao cổ đầy, đốt vàng mã đủ loại, tuy nhiên linh hồn ông bà tổ tiên có về nhà hay không, có nhận được đồ của con cháu cúng hay không thì chưa có ai nói trước được. Vì có người cho rằng người thân mất lâu như vậy có khi đã đi đầu thai rồi, nhưng có người lại nói hồn của họ vẫn quanh quẩn nơi đây. Để giải đáp những băn khoăn thắc mắc này, kính mời quý thính giả cùng đi tìm hiểu qua video này hôm nay nhé. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đa số người dân Việt Nam ta ngày nay đang thờ cúng tổ tiên theo lời ông bà cha mẹ truyền lại. Thấy đời trước làm sao thì đời này theo thế, mà không hề biết đến nguồn gốc sâu xa của tín ngưỡng thờ tổ tiên mình. Theo đó, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được ra đời từ thời xa xưa và tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên xuất phát từ quan niệm rằng mọi vật đều có linh hồn. Người Việt cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới tôn sùng các vị thần cổ xưa như thần cây, thần đá, thần núi, thần sông, nước. Khi con người bắt đầu tìm hiểu khám phá bản thân, mối liên hệ giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa sự sống và cái chết, khiến cho con người đặc biệt quan tâm. Họ tự hỏi, lúc chết thì linh hồn sẽ đi về đâu? Thể xác sẽ ra sao? Thế giới bên kia ở đâu? Sự sống, cái chết rốt cuộc là như thế nào? Họ không hoàn toàn lý giải được. Đó là những tiền đề của thờ cúng tổ tiên. Trong quá trình lịch sử phát triển, khái niệm tổ tiên cũng có sự thay đổi. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia dân tộc thường gắn liền với tên tuổi của những người có công dựng nước, giữ nước, bảo vệ cuộc sống của cộng đồng. Họ là những người mà khi còn sống thì được tôn sùng kính nể, khi mất đi thì được tưởng nhớ thờ phụng. Ở Việt Nam, họ được gọi là những tổ sư, tổ nghề, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người sống và những người chết có chung huyết thống lại gắn bó mật thiết hơn. Ông bà cha mẹ dù qua đời nhưng vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ, tư tưởng của con cháu. Con cháu cảm thấy mình phải có trách nhiệm cả về vật chất lẫn tinh thần để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của họ. Ông bà và tổ tiên sẽ luôn dõi theo, phù hộ độ trì cho con cháu, và đây chính là cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Vậy thì ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết là gì? Theo phong tục, Tết Nguyên Đán được tổ chức trong 4 ngày và lễ cúng gia tiên cũng tương tự với từng ý nghĩa khác nhau. Chiều 30 Tết là lễ cúng Tất Niên, tức là trình báo với ông bà tổ tiên năm cũ đã hết. Đêm 30 thì là cúng giao thừa, chờ đón sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sáng mùng 1 Tết là cúng Nguyên Đán, chào mừng buổi sáng đầu tiên trong năm. Chiều mùng 1 Tết sẽ cúng tịch điện, có nghĩa là cúng cơm chiều ngày. Mùng 2 Tết có hai lễ cúng,
buổi sáng cúng chiêu điện, buổi chiều cúng tịch điện. Ngày mùng 3 là ngày cuối của Tết, do đó sẽ cúng tạ ông Giải, mang ý nghĩa 4 ngày Tết đã hết. Đây là dịp để con cháu ở các nơi khác hội tụ lại, cùng nhau gặp gỡ, hàn huyên để kết chặt mối thông tình. Ngoài ra, thờ cúng tổ tiên ngày Tết còn là biểu hiện của lòng hiếu thảo và nhớ đến công ơn sinh thành của các bậc cha mẹ. Vào những ngày Tết, trước bàn thờ gia tiên, mọi người thường mặc những bộ quần áo mới, tươm tất, trang nghiêm, cúng giái, cầu mong mọi điều tốt lành thuận lợi sẽ đến trong năm mới. Sự tín ngưỡng ấy đã góp phần nâng cao giá trị nhân văn, đạo đức và phát huy bản sắc dân tộc. Việc thờ cúng tổ tiên còn răn dạy con cháu về ý thức giữ gìn đạo lý, sống tình nghĩa, nề nếp và thủy chung, hướng thiện. Thực vậy, người con hiếu thảo phải biết công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ cũng như tổ tiên, ông bà đã khuất. Vì thế ca dao xưa có câu: cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Có cha có mẹ rồi sao có mình? Có tổ tiên thì mới có các thế hệ hôm nay. Con cháu không nhớ đến công ơn tổ tiên chính là quên đi nguồn gốc của mình. Vậy, ngày Tết hàng năm, linh hồn người thân đã chết có về hay không? Nhiều người cho rằng Tết là dịp để người thân đã khuất có thể về thăm lại họ và hưởng những mâm cúng được dâng lên. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác rằng việc cúng Tết hàng năm là khá phí phạm và không có ý nghĩa gì cả khi người thân của họ đã sớm đi đầu thai. Dĩ nhiên là họ chẳng thể trở về trần gian như những lời đồn đại xưa nay. Trên thực tế, cúng Tết, tổ tiên ông bà cha mẹ và bà con thân quyến là một lễ nghi có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt. Đồng thời, nó cũng đại diện cho truyền thống lâu đời của dân tộc, đó là sự tri ân, báo hiếu và bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Tuy nhiên, bởi vì đa số mọi người chỉ tổ chức ngày Tết theo cảm tính phong tục mà không có nhận thức đầy đủ đúng đắn về thọ dụng của chúng sinh trong các cảnh giới, để rồi hoài nghi người đã khuất liệu họ có thọ dụng được hay không. Đó cũng là lý do dẫn đến tranh cãi và nhiều luồng ý kiến khác biệt như trên. Theo quan điểm đạo Phật thì người chết không thể về trong ngày Tết bởi họ đã được siêu thoát. Nhưng việc cúng Tết là cách con cháu tỏ rõ lòng thành chữ hiếu và tưởng nhớ đến công ơn của người đã khuất. Ngoài ra cũng là dịp để con cháu tích đức, phóng sinh, làm điều tốt giúp đỡ mọi người. Không những như vậy, đây cũng là thời điểm để con cháu có thể quây quần sum họp bên mâm cơm gia đình. Con người khi chết đi được chia thành hai phần là phần hồn và phần xác. Phần hồn đi về nơi suối vàng cực lạc, còn phần xác ở lại chốn dân gian được con cháu thờ phụng chôn cất. Thực tế, trong ngày Tết, nhiều người còn đến mộ thắp hương dọn dẹp mộ phần cho người chết, nên không cần kiêng kỵ. Dù là như thế nào thì ngày Tết vẫn mang những ý nghĩa riêng của nó. Vì thế mà phong tục tập quán này vẫn luôn được giữ gìn đến tận bây giờ. Tuy nhiên, mọi người cần thay đổi nhận thức rằng việc chúng ta tổ chức Tết chỉ là dịp để con cháu, bạn bè, thân hữu tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân, sự thành kính với người đã khuất, không câu nệ hình thức cũng như quy mô. Vì thế, chỉ nên tổ chức cúng Tết đơn giản để mọi người sum họp lại ăn một bữa cơm thân tình. Ngoài ra, dẫu không nhận được thức ăn, nhưng những người đã mất có thể nhận được phúc báo nếu người thân của họ tích cực làm phước và hồi hướng cho họ. Vậy nên gia quyến, ngoài việc tổ chức mâm cỗ cúng Tết, điều quan trọng nhất là nên thực hiện cả những thiện pháp như bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm điều tốt, vân vân. Bên cạnh đó, có người còn nói rằng dòng họ của tôi, mỗi khi cúng Tết thì ông bà thường hay giết gà hay mua thịt để cúng, hầu hết là như vậy. Đây là một tập quán chung của xã hội ngày nay. Tập quán này do từ ông bà tổ tiên truyền lại. Tuy nhiên, không có tập quán nào là cố định cả, bởi tập quán cũng do con người tạo ra mà thành. Thế nên,
nhiều người có quyền cải đổi tập quán. Nếu xét thấy tập quán đó lỗi thời, không còn phù hợp với thời đại văn minh tân tiến nữa, nhất là không phù hợp cho đời sống hướng thượng, đạo đức tâm linh của ta. Nếu duy trì một tập quán mà có hại cho ta, và rộng ra là cho cá nhân, quần chúng xã hội, thì ta nên cương quyết mạnh dạn, dứt khoát từ bỏ tập quán đó. Hiện chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, khoa học. Những tập tục nào còn mang tính cách mê tín dị đoan, chắc chắn tập tục đó sẽ bị đào thải, vì không thể tồn tại dưới ánh sáng văn minh chiếu soi của khoa học và tâm linh. Đạo Phật dạy ta rằng, một niềm tin không điều động bởi lý trí sáng suốt thì đó là niềm tin mù quáng, phản chân lý. Biết rằng tổ chức ngày Tết cúng tế để bày tỏ lòng kính thành cho người đã mất. Dù nhiều người không biết người mất có nhận được những thứ đó hay không, nhưng họ vẫn cứ làm những mâm cỗ to với tâm mong muốn ông bà phù hộ. Nhưng thay vì giết hại sinh vật để cúng tế, gây thêm nghiệp sát cho chính mình và vong linh, người thân mình, thì tại sao ta không cúng bằng những thực phẩm chay thuần khiết? Nó vừa đơn giản mà cũng không có gây ra tội lỗi. Như thế, thời cả hai kẻ còn và người mất đều có lợi lạc vậy. Bên cạnh đó, ngày Tết cũng có mục đích là để nhắc nhở cho những người còn sống nên noi theo tấm gương tốt của người đã mất. Và đó cũng còn là để bày tỏ mối dây tình cảm thiêng liêng giữa người sống và người chết. Đã là kỷ niệm thì đâu cần phải sát sanh hại vật cúng tế bày biện linh đình. Thực tế thì có ông bà nào hiện về hưởng dụng nhận thức đó đâu. Ta hay nghĩ mà xem, thử hỏi một năm con cháu mới cúng cho ông bà ăn một lần, vậy thì còn lại 364 ngày khác ông bà ăn uống ở đâu? Nếu không có ai cúng thí thì ông bà chắc phải đói khát. Như vậy vô tình chúng ta lại bỏ đói ông bà của chúng ta rồi. Thật ra đâu có ông bà nào phải chịu đói khát, chờ đợi một năm mới được hưởng dụng của con cháu cúng cho ăn một lần. Giả như khi chúng ta có ông bà hiện về ăn uống thì chúng ta nghĩ sao? Chắc là ai nấy cũng đều khiếp đảm run sợ mà bỏ chạy trốn hết. Thế thì cuối cùng ai là người hưởng thụ những vật thực cúng đó? Tất nhiên là ta, là thân nhân, là bạn bè thân thuộc của ta. Diện cớ là cúng cho ông bà, rồi giết hại nhiều sinh vật để con cháu, thân dân, bạn bè tiệc tùng ăn nhậu thỏa thuê cho khoái khẩu. Như vậy, kể ra cũng thật đáng xót thương và tội nghiệp cho ông bà ta lắm. Có nghĩa là ông bà không có ăn được gì mà phải chịu tai tiếng và thậm chí còn phải chịu tội giả lây nữa. Thay vì ông bà được siêu thoát, thì ta lại tạo thêm nghiệp sát làm cho chúng sinh phải đau khổ vì mình. Như vậy, thử hỏi có lợi ích gì hay không? Hay là chỉ làm khổ thêm cho ông bà của chúng ta mà thôi? Còn sống thì không cho ăn, đợi đến sau khi chết rồi, làm cỗ tiệc linh đình để cho ai ăn? Nếu mình thực sự thương ông bà cha mẹ của mình, thì mình không nên làm cho ông bà cha mẹ mình phải chịu thêm nhiều khổ lụy. Nếu mình và họ hàng thân thuộc chưa có thể ăn chay được, thì mình cũng có thể nấu cúng cho ông bà một mâm cơm chay riêng. Còn phần mình và họ hàng bạn bè thân thuộc, tùy ý muốn đã như thế nào cũng được. Như thế ông bà sẽ khỏi mang tiếng là vì ông bà mà mình sát sanh hại vật. Tội ai gây thì người đó phải chịu nhận lấy. Thế nên phong tục ngày Tết Việt Nam chúng ta vẫn được lưu truyền thành tập tục thuần mỹ cao đẹp để chúng ta nhớ đến những người đã khuất. Điều chúng ta cần làm là không hiểu sai về ngày Tết đó, cũng đừng có tâm tư mong cầu gì từ họ phù hộ làm ăn hay cho chúng ta được nhiều tài lộc. Hiểu được điều đó rồi thì chúng ta cũng không cần phải cúng những mâm cỗ cao sang làm gì cả. Chỉ cần ngày đó gia đình, dòng họ quây quần bên nhau ấm áp, vui vẻ là rất ý nghĩa rồi. Quý vị thân mến, liên quan đến những vấn đề tâm linh, có một hiện tượng vô cùng phổ biến ngày nay, đó là xem bói. Người sống không chỉ muốn xem bói để biết vận mệnh tương lai của mình, mà có khi còn xem cho cả người thân đã mất nữa.
Xem bói tồn tại ở nhiều dạng, nhất là trên mạng xã hội, là một trong những trào lưu thu hút mọi lứa tuổi hiện nay. Với đa dạng hình thức, bói chỉ tay, bói tình duyên, bói vận mệnh, bói bài tây, vân vân. Bên cạnh những người chỉ xem bói như trò vui tiêu khiển, thì cũng có rất nhiều người đã đặt lòng tin mù quáng vào lời thầy bói để rồi nhận lấy những hậu quả khôn lường. Vậy thì xem bói sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Thứ nhất là đối với người đi xem bói, hiện nay việc xem bói để biết trước tương lai, từ đó có mong muốn thay đổi số mệnh của mình được rất nhiều người tin theo, nhưng lại không biết rằng xem bói mang lại những nguy hại không thể lường trước. Tâm lý chung của những người khi đi xem bói là thầy bói phán tốt thì chúng ta phấn khởi vui mừng, nhưng vẫn lo làm sao cho chuyện tốt đó được suôn sẻ. Nếu thầy bói bảo có vận hệ mất của, vợ chồng ly tán, mồ mả không yên, con cái hư hỏng, thì chúng ta sầu não, lo lắng khổ sở đến mất ăn mất ngủ, thậm chí là sinh bệnh tật. Như vậy, chúng ta thấy những người đi xem bói đang tự rước lo vào mình qua lời phán của thầy bói. Có một câu chuyện, một cô gái 22 tuổi đi tìm thầy bói trên mạng thì gặp anh thầy bói 29 tuổi. Anh ta phán rằng để quá giải điểm xấu thì cô gái phải đeo sợi chỉ, uống nước hương, phải mang bùa theo người, đặc biệt là phải trao thân làm vợ thứ 16 của anh ta. Nếu không làm theo những gì thầy bói nói, cô gái sẽ chết. Nghe như vậy, cô gái rất là hoảng loạn và sợ hãi, nhưng nhờ biết đến Phật Pháp, tìm về chùa mà mọi lo lắng của cô gái đã tìm được hướng giải quyết. Tiếp đó có câu chuyện hai vợ chồng tin theo lời thầy bói dọa rằng do vận hạn 5 tuổi nên một trong hai người sẽ chết. Nếu muốn hóa giải nạn này thì phải bỏ ra một số tiền khá lớn để lập đàn cúng. Hai vợ chồng nghe vậy lo sợ đến mất ăn mất ngủ. May sao gia đình cô tìm hiểu Phật Pháp, có hướng giải quyết nên thoát khỏi cảnh tin lời thầy bói mà tiền mất tật mang. Hai câu chuyện có thật trên là lời cảnh tỉnh để cho chúng ta thấy rằng việc tin lời thầy bói thì tử vi rất nguy hiểm. Nếu không có sự cảnh giác cẩn thận thì chúng ta rất dễ tự mình rước họa vào thân. Hơn nữa, nếu như chúng ta không có nạn nghiệp ấy, thế nhưng do quá tin lời thầy bói mà chúng ta lo sợ thì có khi nạn nghiệp ấy sẽ xảy ra thật do tâm của chúng ta chiêu cảm đến. Thứ hai là đối với người hành nghề xem bói, Đức Phật dạy trong kinh Thiện Ác Nhân Quả như sau: đời nay làm thầy bói phù thủy hoặc thầy địa lý, chôn cất mộ mã, xem gia trạch đoán các hung, nắm họ tiện lợi, án long vận mạch, trấn ác suy quả, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rai rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu nai. Theo lời Phật dạy, người hành nghề xem bói, xem tử vi là đang gieo rắc tuyên truyền mê tín tà kiến cho người, khiến cho người sợ hãi, mất ăn mất ngủ, cuộc sống đảo lộn, chắc chắn sẽ bị tổn thương và chịu quả báo xấu ác. Thứ nữa, thầy bói hành nghề mê tín và lấy những đồng tiền ấy của người mà dùng để chi tiêu cơm áo gạo tiền cho gia đình, thì sau này chẳng những bản thân mà con cháu quyến thuộc của người hành nghề xem bói cũng phải cầu nghiệp để trả nợ trong hiện tại và nhiều đời sau nữa. Thực tế cho thấy rất nhiều thầy bói chuyên đi giải hạn năm tuổi 49, nhưng khi bản thân mình 49 tuổi thì lại gặp nhiều trắc trở. Có ông thầy bói chuyên làm bùa chú nhưng không thể tránh khỏi việc gia đình bất hòa tai nạn. Từ đó chúng ta thấy rằng thầy bói xem số cho người, nhưng thầy bói lại không xem được số cho chính mình. Vì nếu thay đổi được thì thầy bói đã làm quan,
làm vua không phải chịu sự vô thường đau khổ của thế gian này. Do đó, những việc khiến chúng ta tổn phước, mang lại quả báo xấu như nghề xem bói thì chúng ta không nên làm. Tự xem bói, cách thay đổi cuộc đời theo lời Phật dạy. Chúng ta thấy xem bói đúng là rất lo vào mình, cho nên các Phật tử chúng ta không nên đi xem bói, mà chúng ta phải tự là thầy bói của chính mình bằng cách áp dụng lời Phật dạy trong Kinh Nhân Quả. Muốn biết đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Chúng ta tin lời Phật dạy về nhân quả nghiệp báo, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Vậy nên, nếu mình gặp phải những việc xấu ác, thì tư duy là do mình đang phải trả quả. Nhiều đời, nhiều kiếp mình không biết bố thí, hành thiện, làm cho người đau khổ, nên bây giờ mình phải nỗ lực và cố gắng tu tập để chuyển qua nó. Và ngay chính trong hiện thực đời này, chúng ta phải chăm chỉ tích phúc, đem an vui đến cho mọi người, và đặc biệt là phải tin vào chính mình, làm chủ cuộc đời mình, để có được thiện nhân quả cho đời này và nhiều đời sau. Đó là cách chúng ta tự xem bói hiện tại của mình để chuyển quả báo quá khứ và gieo nhân cho tương lai. Trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy bố thí sẽ nhận được quả phước, bố thí quần áo sẽ nhận được thân thể đoan trang, biết bố thí các thức ăn uống cho chúng sinh sẽ nhận được quả báo sống lâu dài, bố thí dân cúng đèn sáng sẽ được trí tuệ sáng suốt. Trong Kinh Pháp Cú có câu chuyện vua Hòa Mặc khi chưa biết đến Phật Pháp là một người theo tà đạo, thờ Phạm Chí thường sát sinh cúng tế quỷ thần. Bây giờ thấy hậu mẹ vua bị bệnh trọng đã lâu mà không có thuốc chữa trị, vua hay tin các vị Bà La Môn tinh thông tướng số nên mời 200 vị vào cung chữa trị bệnh cho mẹ. Nghe theo lời Bà La Môn, vua Hòa Mặc chuẩn bị một đứa bé và 100 loài vật dâng cúng hiến tế, lập đàn cứu thái hậu khỏi bệnh. Đức Phật vì thương vua Hòa Mặc ngu si nên từ bi giáo hóa, giảng giải nhân quả cho vua Hòa Mặc. Xin đại vương khéo lắng nghe lời này. Muốn được lúa ăn phải lo cày cấy, muốn được giàu có phải hành bố thí, muốn được sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí tuệ phải chuyên học hỏi. Bốn việc này tùy mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Người giàu sang thì không tham bữa ăn của kẻ nghèo hèn. Chiêu thiên kia ở trong điện thất bảo, muốn ăn muốn mặc đều được tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị ngon ngọt cám lộ thượng vị mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Sự tế tự này là do tâm mê chấp điên đảo, cho tà giáo là chính đạo. Giết mạng sống để cầu sống thực trái với đạo lý quá xa. Giết bao sinh mạng để cứu một mạng thì làm sao có chuyện đó. Nghe lời Phật dạy, vua Hòa Mặc sinh tâm quan hỷ, tâm trí khai sáng. Ông xin Phật chỉ dạy chính pháp để đem chính pháp ra trị nước. Thái hậu phấn chấn vui vẻ, bệnh tật liền dứt hết. 200 vị Bà La Môn thấy được lỗi lầm, ăn năn sửa đổi và xin làm đệ tử của Phật. Qua đây chúng ta thấy mọi việc tốt xấu hay dở đều do chúng ta xoay chuyển nhân quả của chính mình. Ta phải tin vào chính ta, tin vào lời Phật dạy, tin vào nhân quả, tin mình tu tập tích đức hành thiện sẽ chuyển được cuộc đời mình tốt đẹp hơn. Mong rằng từ đây, quý khán thính giả biết cách tự xem bói cho chính mình, ứng dụng nhân quả trong cuộc sống cũng như trên bước đường tu tập Phật Pháp được nhiều lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, phong tục thờ cúng được xem là nét đẹp văn hóa được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phong tục này không chỉ thể hiện lòng thành kính uống nước nhớ nguồn, nó còn mang một giá trị giáo dục sâu sắc dành cho bao thế hệ con cháu. Tục thờ cúng vào ngày Tết, ngày giỗ, một phần thể hiện lòng kính trọng với người đã khuất
ông bà tổ tiên đã qua đời, một phần giúp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, càng thắt chặt thêm sợi dây huyết thống. Mặt khác, việc thờ cúng người mất nhằm tưởng nhớ vào người quá cố, giúp cho linh hồn người mất được ra đi thanh thản, sớm siêu thoát độ thai. Song song đó là cầu mong linh hồn người mất phù hộ con cháu được bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay, ban biên tập chúng tôi sẽ đem đến cho quý Phật tử, quý thính giả, bài giảng có nội dung Ngày Tết, người mất nên cúng chay hay là cúng mặn. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Trong các dịp đặc biệt của năm như ngày giỗ, cổ tất niên, cổ giao thừa, rằm tháng giêng, bên cạnh hương nhang, hoa thơm trái cây, thì mâm cổ cúng rất được coi trọng để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mâm cổ dâng hương thể hiện lòng thành kính, tấm lòng hiếu thảo của con cháu tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ đã khuất, đồng thời thể hiện ước mong về một cuộc sống sung túc, no ấm, thuận hòa. Người Việt Nam từ nghìn xưa quan niệm người mất đi chỉ hưởng hương hoa của trái cây, hương nhang thức ăn. Trần sao âm vậy, người trần sống ăn uống hưởng thụ, đồ ăn thức uống ngon lành như thế nào, thì mâm cổ cúng cho người đã mất cũng phải tươm tất đủ đầy như vậy. Như thế mới không gây nên sự oán hận, giận dữ của vong linh đã mất. Tuy nhiên khi Phật giáo đã qua cùng tín ngưỡng dân tộc, thì cúng gia tiên nên cúng mặn hay là cúng chay lại trở thành vấn đề được bàn bạc sôi nổi. Cúng chay theo quan điểm của nhà Phật là để người mất được hướng tới cõi lành, hạn chế sát sinh, tích phước đức cho cả người mất và người còn sống. Cúng chay cũng hướng vong linh siêu thoát về cõi lành thanh tịnh. Hiện nay, nhiều gia đình lập bàn thờ Phật tại phòng thờ gia đình, cho nên việc cúng chay và cúng mặn đều được tiến hành đồng thời. Khi đó, mâm cỗ chay sẽ đặt lên bàn thờ Phật, thể hiện sự chay tịnh thuần khiết. Mâm cỗ mặn sẽ đặt lên bàn thờ tổ tiên, thể hiện đúng ý nghĩa duy tâm là trần sao âm vậy. Nếu bạn đang tìm câu trả lời cúng gia tiên nên cúng mặn hay là cúng chay, thì cần hiểu rõ ý nghĩa dâng cỗ thắp hương. Người mất cảm ứng được hương thơm từ khói nhang cỗ cúng hay không là do sự thành tâm của người chuẩn bị cỗ và dâng hương. Việc cúng gia tiên cũng là cái gốc của đạo lý truyền thống trong lòng dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tùy theo vùng miền mà cách thờ cúng khác nhau, mỗi nhà, mỗi cảnh, không phải so sánh hay là phân biệt về mâm cơm cúng người mất. Chủ yếu là lòng thành kính mà con cháu dâng lên gia tiên người đã khuất. Trong tâm linh, việc thờ cúng giúp người mất ra đi thanh thản, giúp cho linh hồn siêu thoát sớm đầu thai. Mâm cơm ngày Tết luôn được mọi người chuẩn bị tươm tất và đầy đủ, nhằm dâng lên gia tiên nhân dịp đầu năm mới, mong tổ tiên phù hộ cả nhà bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Tùy theo vùng miền, kinh tế mỗi gia đình mà mâm cơm cúng ngày Tết có khác nhau. Đặc biệt không yêu cầu hay là bắt buộc cúng chay hay là cúng mặn. Tùy theo gia đình mà mâm cơm cúng gia tiên có khác nhau, nhất là mâm cơm cúng người mới mất. Với những người theo đạo Phật, thường ngày Tết sẽ chọn mâm cơm chay để cúng người mới mất. Điều này giúp gia chủ cảm thấy tâm linh, gia đạo bình an, cuộc sống thoải mái và thanh bình. Vì sao phải cúng chay? Trong tâm linh, cúng chay có nghĩa là không sát sinh. Điều này tạo phước phần cho người mất, giúp linh hồn người mất không phạm tội cõi âm, mong linh hồn an nghỉ, sớm siêu thoát độ thai. Mặt khác giúp người thờ cúng tâm thêm tịnh, tạo phúc phần cho con cháu mai sau. Ngược lại, một số người chọn mâm cơm mặn cúng người mất ngày Tết thường là những món ăn ưa thích mà người mất thích ăn lúc còn sống. Điều này thể hiện lòng kính trọng và tưởng nhớ đến những kỷ niệm về người quá cố. Một số gia đình lại chọn cúng chay đãi mặn, một phần thể hiện sự thanh tịnh, mong linh hồn người mất được thanh thản nơi chính suối, sớm tìm nơi an nghỉ và đầu thai kiếp khác. Một phần tạo không khí đoàn kết quây quần bên nhau, bên mâm cơm ngày Tết có đủ thịt cá. Đây cũng là dịp để các thành viên thắt chặt bên nhau thêm sợi dây huyết thống. Sau đây là những điều cần lưu ý khi thờ cúng người mới mất.
thường xuyên thắp hương cho người mới mất tốt nhất là 2 lần một ngày, vào sáng và tối. Điều này giúp linh hồn sớm siêu thoát đầu thai. Tùy theo tín ngưỡng mỗi nhà mà mâm cơm cúng người mới mất ngày Tết chay hay mặn. Tốt nhất tránh chọn đồ sống chưa qua chế biến. Chọn qua quả tươi để dâng lên người quá cố, mong linh hồn sớm an nghỉ. Một phần mong linh hồn người chết phù hộ, gia chủ bình an và gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, bàn thờ người mới mất tuyệt đối không dọn dẹp trước ngày Tết. Điều này tránh phạm vào các đại kỵ xui xẻo. Sau đó hãy đi chùa thắp hương trong ngày Tết, làm nhiều việc thiện hồi hướng công đức, cầu cho vong hồn người mất được tiêu nghiệp tăng phước. Qua bài viết trên, chắc chắn bạn đã biết ngày Tết người mới mất nên cúng chay hay là cúng mặn rồi phải không? Tùy theo phong tục, tập quán mỗi vùng miền và mỗi gia đình mà mâm cơm cúng gia tiên ngày Tết chay hay mặn. Quan trọng là lòng thành kính, uống nước nhớ nguồn mà con cháu gửi đến ông bà tổ tiên và người đã khuất. Cách lựa chọn nhang hương cúng gia tiên. Cúng gia tiên nên cúng mặn hay chay thì lựa chọn nhang trầm thắp hương luôn phải được chú trọng. Vì sao vậy? Khói nhang là sợi dây liên kết với thế giới người sống, với những người đã khuất, gửi gắm những mong cầu nguyện vọng về hạnh phúc, bình an, tài lộc để được thần linh, gia tiên, chứng linh độ trì. Việc thắp hương cũng diễn ra thường xuyên nên lựa chọn nhang sạch để dâng hương là cần thiết để không gây hại cho sức khỏe. Với nhang trầm hương, bạn có thể dâng 1 nén hoặc 3 nén theo quan niệm phong thủy tôn giáo. 3 nén hương trầm tượng trưng cho 3 cõi trời đất người. Tam giới là Phật Pháp Tăng, tam thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Hương thơm dịu ngọt tinh tế của trầm sẽ xua tan những mệt mỏi lo âu của thường ngày, giúp cho trí tuệ trở nên sáng suốt, thân tâm an lạc, vui vẻ. Hương trầm cũng giúp phục hồi sức khỏe rất tốt cho những người bị suy nhược cơ thể, mất ngủ lâu ngày, mắc các chứng bệnh do nhiễm lạnh như là phong hàn, đau bụng, cảm mạo. Trong phong thủy, hương trầm có tính linh mạnh mẽ, có thể cân bằng âm dương ngũ hành, mở đường cho sự sinh sôi, nảy nở của phúc lộc tài vận. Hương thơm thuần khiết của trầm có sức thanh tẩy tà khí, âm khí, mang đến khí thiên, năng lượng sống tích cực. Như vậy, cúng gia tiên nên cúng mặn hay là cúng chay, thì người dân hương thờ cúng cũng phải nhất tâm thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức gia tiên. Có cách nào thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không? Có một ông hành giả hỏi vị thiền sư, có cách nào thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không? Vị thiền sư mới lấy một cây que, dạch một đường dưới đất, rồi hỏi đường dạch này dài hay ngắn. Ông hành giả nói, thưa ngài, nói không được, bởi vì muốn nói dài hay ngắn mình phải so với cái gì đó. Thiền sư nói, đó, Phật Pháp là gom trong đó đó. Tại sao Phật Pháp gom trong câu đó? Là vì mình có so sánh nên mình mới ghét cái này thích cái kia. Vì mình có thích ghét, mình mới làm các việc thiện ác. Quý vị có phân biệt được cái mịn với cái nhám không? Chính vì có phân biệt mịn, nhám nên mình mới thích cái mịn, không thích cái nhám, đúng không? Chứ nếu từ nhỏ đến lớn quý vị có xài một thứ thôi thì quý vị đâu có phân biệt. Tôi biết có nhiều người họ xài áo ấm polyester, nó khác. Đồ ấm bằng len, nó khác. Bằng cashmere, có khác. Bằng angora, có khác. Mình có xài, mình mới biết cashmere nó khác len. Rồi từ đó, mình mới khoái cái cashmere. Tại sao mình có thích có ghét? Tại sao tôi ghét cái bà này? Một là, bà đã làm những cái chuyện chống lại lợi ích của tôi. Cách hành động của bà không giống với cách hành động của những người thương tôi. Tôi phải có so sánh trong đó. Muốn tự học Phật, nên bắt đầu từ đâu? Đời sống này, nó là một sự so sánh. Tại sao thích ăn cay? Là vì cái cay nó ngon hơn cái không cay. Tại sao sợ cay? Là vì cái không cay nó ngon hơn cái cay. Tại sao có những món mình ăn phải nóng
làm gì ăn nóng nó ngon hơn không nóng. Có nhiều món mà mình phải ăn lạnh nó ngon hơn không lạnh. Như trưa hè nóng nực, mình ăn chén chè đậu xanh ấm ấm, nó không ngon bằng chén chè đậu xanh mà có đá. Cho nên, có nhiều lúc lạnh nó ngon hơn không lạnh, có nhiều lúc nóng nó ngon hơn không nóng. Có nghĩa là ghét và thích nó đều đi ra từ so sánh. Từ có so sánh mới có thích ghét. Từ có thích ghét nên người ta mới có trốn ghét tìm thích. Và có nhiều con đường trốn ghét tìm thích. Con đường thứ nhất là thiện ác bất chấp. Con đường thứ hai là làm lành lãnh dữ. Để chi vậy? Để kiếm được cái thích và né được cái ghét. Như vậy, toàn bộ Phật Pháp nằm trong đường vạch đó, đúng không? Phật Pháp vi diệu. Nhờ cô Đoàn Như Ý, giáo viên trường Chu Giang An, kể tôi nghe về tấm gương nghị lực phi thường và nhân hậu vượt qua bệnh tật hiểm nghèo nhờ trì chú tụng kinh, làm công quả, từ thiện. Tôi về trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, gặp cô Liên Văn Thư, hỏi mới biết nhà cô La Thị Xuân Lộc ở tổ 1, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Trò chuyện với cô Lộc, cô nói Phật Pháp vi diệu. Năm nay cô Lộc 58 tuổi. Năm 51 tuổi, cô bị ung thư buồng trứng. 3 tháng sau quá trị 6 đợt, rồi di căn qua xương, xạ trị 25 tia. 3 năm sau, di căn qua vú phải cắt bỏ. Đến nay, vừa tái khám xong, mừng là được xác định không có di căn tái phát. Oai lực phi thường của chú Đại Bi. Trong thời gian bị bệnh, chồng cô là ông Nguyễn Đông Đường. Ngoài việc lo chạy chữa, hàng ngày từ 4 giờ sáng, ông lại sám hối 108 lại, cầu nguyện cho cô hơn một năm trời. Phần cô Lộc tuy chưa am hiểu nhiều về Phật Pháp, nhưng nhờ các em gái là bác sĩ, người thì khuyên cô ăn chay, người khuyên cô trì chú Đại Bi. Và nhờ sư cô Tuệ Phương gọi cô đến chùa Thuần Hóa cùng tụng kinh Thủy Sám. Từ đó, cô cùng chồng phát tâm ăn chay trường. Cô nghĩ sự sống của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên phát tâm tu sửa chùa làng Thế Long để có nơi tu tập. Chùa làng Thế Long xây dựng cách đây đã 204 năm, bị hoang phế. Cô Lộc cùng cô Lại, bạn đồng tu, xin phép trưởng làng rồi vận động con cháu và bạn bè mua vật liệu tu sửa chùa. Từ đó, mỗi ngày cô Lộc đều sang chùa tụng hai thời kinh. Thời sáng từ 5:30 đến 7:00, gồm niệm Phật, lại Phật nửa tiếng, đi kinh hành. Thời tối từ 19:30 đến 21:00, gồm tụng kinh Vô Lượng Thọ, lại Phật 108 lạy. Sau đó có thêm cô Lại và nhiều người nghèo, người khuyết tật đến tu tập. Ban đầu các cô nấu cơm ở nhà đem đến chùa cho các bạn đồng tu thọ dụng. Sau này xây được nhà trai, các cô nấu ăn luôn tại chùa. Cô Lộc tâm sự: em tụng kinh, một mình em cũng tụng, hai người em cũng tụng, đều đặn mỗi ngày như thế cho đến nay. Ngày rằm 4 tháng 10 năm 2017, tôi đến chùa Thế Long. Các bà, các chị và nhiều đạo hữu khuyết tật đang tụng kinh A Di Đà, thí thực và phóng sinh. Đạo tràng chùa Thế Long hiện có hơn 40 đạo hữu cùng tu tập, tụng kinh niệm Phật mỗi tháng 3 ngày, mùng 1 rằm và ngày 28 âm lịch. Chú Đại Bi và tâm kinh tinh túy lòng từ bi và trí tuệ. Ngoài ra, các cô thường tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó ở các trường trung học cơ sở trong phường, thăm và tặng quà cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Trung thu vừa qua, đạo tràng Phật tử chùa Thế Long đã trao 52 suất quà cho các em khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, thăm và trao 75 suất quà cho các em khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế, với lòng thương mến chân thành. Mọi người rất hoan hỷ và cảm động. Cô giáo La Thị Xuân Lộc đã từng đoạt giải nhất giảng dạy môn ngữ văn thành phố Huế niên khóa 1999-2000, chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Giờ đây, cô dũng mãnh vượt qua bệnh tật nhờ phước đức
tu tập, sửa chùa, làm nhiều việc thiện, hướng dẫn bà con nghèo, khuyết tật tu học theo Phật Pháp. Cô Lộc là tấm gương sáng cho nhiều người học hỏi noi gương. Một phụ nữ Phật tử Quế đã thoát chết nhờ Phật Pháp vi diệu. Truyện Phật giáo, ai thắng, ai thua. Có một thiền sư lên núi chặt củi. Trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: "Thưa thiền sư, tôi và ngài đánh cược một ván được không?" Thiền sư hỏi lại: "Cược thế nào?" "Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết. Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về tôi." Cậu thiếu niên trả lời. Vị thiền sư đồng ý và đoán: "Con bướm trong tay cháu chết rồi." Cậu thiếu niên cười lớn đáp: "Ngài đoán sai rồi." Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong tay bay lên. Thiền sư nói: "Được, gánh củi này thuộc về cháu." Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi. Cậu thiếu niên không biết vì sao thiền sư lại có thể vui vẻ đến như vậy, nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm và vui vẻ gánh gánh củi về. Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi: "Số củi đó ở đâu ra?" Cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một cái, giọng giận dữ: "Con à, con ơi là con hồ đồ quá rồi. Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không biết mình đã thua đấy." Lời cha khiến cậu con trai ngơ ngác không hiểu gì. Người cha liền lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến gặp thiền sư. Người cha liền cất tiếng: "Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ." Thiền sư gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì. Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng. Người cha thở dài nói: "Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì hay sao? Người ta thua một bó củi, nhưng vì thứ giá trị hơn rất nhiều đó là từ bi. Còn con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết." Câu chuyện có thể rất đơn giản, nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. Thắng thua thành bại là chuyện thường xuyên dày dò cuộc sống của con người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng, nhưng trên thực tế có khi chúng ta đã mất nhiều thứ quý giá mà chẳng hề hay biết. Lòng từ bi là một giá trị quan trọng trong cuộc sống. Nó mang đến sự thông cảm và lòng nhân ái đối với mọi người xung quanh chúng ta. Ý nghĩa của lòng từ bi không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ người khác mà còn đem lại niềm an ủi và hạnh phúc cho chính bản thân. Khi chúng ta có lòng từ bi, chúng ta không chỉ tìm cách hiểu và chia sẻ khó khăn mà còn nhìn thấy những niềm vui và thành công của người khác như niềm vui của chính mình. Lòng từ bi không phân biệt đối tượng, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc hay địa vị xã hội. Nó là nguồn động lực để ta giúp đỡ và chia sẻ yêu thương một cách vô điều kiện. Lòng từ bi không chỉ thể hiện qua những hành động lớn mà còn được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Một lời chia sẻ động viên, một nụ cười chân thành hay một sự quan tâm tới những khó khăn của người khác đều có thể tạo nên sự thay đổi tích cực và lan tỏa yêu thương. Khi chúng ta sống với lòng từ bi, không chỉ người khác mà chính ta cũng trở nên hạnh phúc hơn. Lòng từ bi là nguồn năng lượng tích cực. Nó giúp chúng ta xóa bỏ tự ái và tự ti, thay vào đó là một tâm trạng bình an và sự thỏa mãn với bản thân. Hãy nuôi dưỡng và trân trọng lòng từ bi trong trái tim mỗi ngày. Đó là một món quà tuyệt vời
mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Bằng cách sống với lòng từ bi, chúng ta có thể góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu và sự chia sẻ thịnh vượng. Làm cách nào để trải nghiệm, hiểu để lúc bần cùng nhất vẫn an nhiên giữa đời? Chúng ta hay nói về nghiệp lực, nhưng không phải ai cũng biết cách làm cách nào để trả nghiệp. Cho dù lúc ta bị bệnh, gặp tai ương, cũng chỉ nhắc nhở bản thân rằng đó là nghiệp mà mình phải chịu ở kiếp này. Làm cách nào để trả nghiệp? Những căn bệnh chúng ta đang phải chịu, những sự khổ ách này nhất định là do chính mình gây ra, chứ không phải là người khác. Nếu đời này mình có làm việc đại thiện đại lành đi nữa mà mình vẫn bị tai nạn, rơi vào cảnh khổ, là do trong tiền kiếp mình tạo ra chưa đủ bù đắp nghiệp lành mình tạo ra ở hiện tại. Thế gian còn có câu: nhất ẩm nhất trát mạc phi tiền định. Một cái ăn, một cái uống, một cái gặp nhau trong đời này nhất định cũng do tiền định, thì một cơn đau mà đến với chúng ta cũng vậy. Vì thế, khi bị bệnh, ta nên hiểu rằng mình đang trả cái nghiệp này trong ngày hôm nay, thì trả xong sẽ khỏi trả. Hiểu được như vậy thì tự nhiên ta an nhiên đón nhận căn bệnh. Vậy là ta đã trả lời được câu hỏi làm cách nào để trả nghiệp. Đó là khi nghiệp đến, ta chấp nhận. Nhưng lưu ý là ta an nhiên đón nhận căn bệnh, chứ không phải cầu mong bị bệnh. Khi tu hành, nhiều người có suy nghĩ sai lầm như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện sẽ trả hết tất cả những nghiệp chướng của con để con đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con quyết tâm giải cho hết mọi ách nạn để rồi con được thành tựu. Đây là lời nguyện hoàn toàn sai lầm đối với một người niệm Phật. Đúng ra nên nói rằng ta an nhiên tự tại đón nhận căn bệnh này để trả nghiệp. Vậy làm cách nào để trả nghiệp? Có 4 trường hợp mà ta phải trả nghiệp. Đây là chìa khóa cốt yếu trong luật nhân quả. Thứ nhất là ta trả nghiệp bằng những tai nạn vô tình. Thí dụ như mưa bão cuốn người đó chết, hoặc đi ngang cây sập xuống đè chết, đang đi trên cầu thì cầu sập phải rớt xuống sông mà chết, đang đi trên đồng ruộng thì bị sét đánh chết. Đó là những tai nạn vô tình, và cũng là trường hợp thứ nhất phải trả nghiệp quá khứ. Thứ hai là oan gia đối mặt. Người mà kiếp xưa bị mình hại, bây giờ gặp lại họ đòi nợ mình. Thí dụ như có 2 người bạn thân sống với nhau rất vui vẻ. Trong một lần họ đã gây gổ đánh nhau, một người không kìm được cơn nóng giận đã cầm cây đập vào gáy của người bạn mình, người kia gãy cổ chết liền. Trường hợp thứ ba là người đến lúc phải trả báo vô tình gặp người gây nghiệp. Nghĩa là 2 người này chẳng có liên hệ gì với nhau trong quá khứ hết, nhưng lại có một người nổi điên lên, đến lúc đó phải gây nghiệp, phải giết một ai đó. Đồng thời cũng có một người khác đã tới lúc phải lãnh quả báo, phải chết do bị giết hại. Và 2 người đó vô tình gặp nhau. 2 người này không phải là oan gia, nhưng trùng khớp lại là một người tới lúc phải trả nghiệp và một người có tâm ác đến lúc phải gây nghiệp. Trường hợp thứ tư là có oan trái mà lại không có ác tâm, nhưng cũng vô tình gây tổn hại. Thí dụ, có một anh say rượu ngủ đằng sau chiếc xe của người ta. Người tài xế leo lên xe chạy, không biết có người ngủ sao, mà khi lái thì phải lui một cái. Còn anh này cũng hơi tỉnh tỉnh, nghĩ rằng mình nằm đằng sau bánh xe là an toàn, vì xe chạy tới chứ không chạy lui. Không ngờ rằng tài xế phải lui nên cán lên người anh tử vong. Làm sao không tạo cái duyên cái nghiệp cho khỏi nở ra? Đừng sợ cái nghiệp, đừng mong cái nghiệp, đừng lo cái nghiệp, đừng khổ vì cái nghiệp, thì tự nhiên cái nghiệp nó nằm đó,
nó chờ trong tương lai một kiếp nào đó nó mới hiện ra. Trong thời gian chờ đợi tương lai hiện ra thì ta đã được tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc, ta trở nên Bồ Tát Bất Thối Chuyển, thần thông đạo lực vô cùng nhiệm màu bao trùm pháp giới. Ta dùng cái thần thông đạo lực đó vì chúng sanh chịu khổ mà xuống các quốc độ cứu độ chúng sanh. Lúc đó ta trả nghiệp, nhưng không phải là ta xuống dưới địa ngục để chịu hành hình, mà ta trả nghiệp bằng cách dùng thần thông đạo lực và trí huệ của một vị Bồ Tát Bất Thối đi cứu độ chúng sanh, giảng kinh thuyết đạo, dẫn chúng sanh về Tây Phương để mà trả nghiệp. Chính vì thế, xin thưa rằng, nghiệp nó đến với chúng ta là do chúng ta mời nó. Còn nếu chúng ta cứ một lòng một dạ duyên với Tây Phương Cực Lạc, nghĩ A-di-đà Phật, nhớ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với A-di-đà Phật, thì tự nhiên cái nhân đi về Tây Phương đã chín mùi trong tâm của chúng ta, nhờ do sức nguyện làm thành cái duyên để nảy nở cho chúng ta cái quả báo, cái quả báo đi về Tây Phương thành đạo. Nhất định đời này đã có vận hạn rồi, không sao cả. Khi cái tâm chúng ta buông ra thì tự nhiên cái nghiệp nó cũng buông chúng ta ra. Nó nằm im đó để cho chúng ta lấy cái nhân A-di-đà Phật để thành cái quả A-di-đà Phật, gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lâu nay khi gặp những hoàn cảnh bất hạnh đến dồn dập thì chúng ta luôn thán quán đất trời đã làm mình khổ. Nhưng không phải trời đất làm cho mình khổ, mà chính cái nghiệp của mình làm cho ta sướng hay khổ. Biết được nghiệp ấy rồi, tự mình chuyển hóa bằng cách tu tập, sửa đổi, chứ không nên than trời trách đất. Học hiểu đạo rồi, chúng ta phải chuyển đổi nghiệp xấu thành tốt, cái dở thành cái hay, đó là tu. Đừng than quán trách trời trách đất, mà phải trách mình trước tiên. Những gì mình đã làm, ngày nay kết quả đến đúng như hành động của mình, không sai chạy. Người không khéo tu, không nói lành, làm lành, nghĩ lành, nên mọi người chung quanh ghét bỏ. Khi bị mọi người ghét, kẻ ấy lại đổ thừa tại trời xui, Phật khiến cho người ta ghét mình. Cho nên, khi thấy người ta không thương mình, thì phải tìm lý do tại sao như vậy. Vì mình không tốt, không giúp đỡ ai hết, làm sao người ta thương mến gần gũi cho được. Như vậy, đâu phải Phật trời xui khiến. Chuyện tốt, xấu, lành dữ của mỗi người do nghiệp chi phối, dẫn dắt mà có các cảnh tốt, xấu, chứ không phải một đấng thần linh nào tạo ra. Nên nhớ, nghiệp từ lời nói, hành động, ý nghĩ mà ra, nên ta phải thường xuyên quan sát ba nghiệp của mình. Lời nói, hành động, ý nghĩ xấu tạo thành nghiệp ác thì sẽ chuốc quả ác. Lời nói, hành động, ý nghĩ tốt tạo thành nghiệp lành thì hưởng quả tốt. Biết vậy rồi, chúng ta chuyển đổi lại, bỏ những lời hung ác dữ dằn, nói lời hiền hòa đức hạnh thì tự nhiên mọi người chung quanh sẽ thương mến. Đó là người khéo tu. Nghiệp từ thân, miệng, ý mà ra, cũng từ thân, miệng, ý mà thay đổi. Có thay đổi là biết tu, không thay đổi là không biết tu. Không phải trời phạt, không phải trời hành, mà chính nghiệp ác mình gây ra khiến cho ta khổ. Các bậc cổ đức xưa kia đã hiểu được đạo Phật một cách thấu đáo, nên răn dạy con cháu rất nhiều về điều này. Nghiệp nó không hình tướng, không thật, nhưng đã gây tạo thì nó không mất, chỉ có thể chuyển đổi thôi. Dù tai nạn xảy ra, tất cả sự vật bên ngoài bị tiêu hoại, chứ nghiệp theo sát bên mình không bao giờ mất. Vì vậy, chúng ta phải sợ nghiệp ác, nghiệp dữ. Vậy, chữ duyên trong nhà Phật chỉ cái gì? Chỉ cho tất cả chúng sanh sinh ra đời
đều có duyên trước. Đã tạo duyên trước rồi nên ngày nay mới gặp lại nhau, gọi là hợp duyên. Trong kinh kể rằng, Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, mỗi sáng trước khi đi giáo hóa hay khất thực, Ngài dùng thiên nhãn quan sát nơi nào, người nào có duyên với mình, Ngài mới đến đó, vừa để khất thực, vừa để độ họ, gọi là Phật quá hữu duyên nhân, tức là Phật độ người có duyên với Ngài. Hiểu nhân duyên, nên biết mình nợ nhiều, cố gắng tu tâm, để có đủ khả năng đền trả lại cho người bằng cách giáo hóa hướng dẫn thí chủ tu tập. Nên trong cách trả nợ, làm thầy là cách trả nợ cao thượng nhất. Nên nhớ, cũng chỉ là trả nợ thôi, không có cái gì phải kiêu hãnh cả. Cho nên, cúng Phật là để gieo duyên, mà đã là gieo duyên thì không nên khấn. Cúng dường Tam Bảo, nguyện cho Tam Bảo thường còn, để chúng con có chỗ nương tựa mà tu hành. Đó là tâm niệm chân chánh, hợp với đạo lý. Phật đã từng bảo, ta không có quyền ban xuống phước quả cho ai. Phật chỉ là một vị đạo sư, tức ông thầy dẫn đường, chỉ cho chúng sanh tránh con đường khổ, đi con đường lành. Đó là bổn phận của một bậc đạo sư, chứ không thể cho ai cái này cái kia như người ta vẫn cầu xin. Nếu Phật có quyền ban xuống phước quả, thì Ngài đâu có cần dạy chúng ta tu thực hành đúng theo lý nhân quả. Đạo lý nhân quả dạy người gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, gieo nhân ác thì phải chịu quả ác. Lành dữ, khổ vui đều từ nhân mình gieo mà có, chứ không phải Phật cho.